Giới thiệu lại các anh em trên kênh miền Tây Solar nha. Mình đang đi rất là nhiều pin Vsun 450W 9x3 vô cùng chất lượng nha. Cứ hồi sáng giờ cũng rất là nhiều anh em đặt cọc với lại dặn để hàng rồi anh em. Anh em này nhanh tay ha. Mình nghĩ là chừng ngày 2 ngày nữa là hết pin đó. Mọi người thích pin này nhanh tay nha. Pin này là bao đẹp ha. Hai mặt kính 450W cực kỳ là chất lượng. Đó. Anh em nào thích thì cứ nhanh tay lên ha, chứ để nếu mà trễ quá thì không còn, chuyến tới là phải đợi rất là lâu nha mọi người. Đấy, mặt pin rất là ok ha. Mình hy vọng là giờ chiều mình còn đi vài chuyến nữa mới được. Chứ nhiều lắm, phải bán ngày mấy chuyến rồi nó mới hết chứ. Đó nè, tài xế quen thuộc trước đây nè. Tài xế này lên sóng cũng rất là nhiều lần rồi. Đấy. Đây nhà xe gần. Đỡ. Đó, anh em nào thích thì cứ liên hệ mình. Mình nhắc lại là pin này ha, hiệu suất rất là cao và pin rất là chất lượng ha. Đó, của một cái hãng Vsun Việt Nam thì ai cũng biết là, mình khỏi cần quảng cáo về hãng Vsun. Nghe Vsun là ai cũng biết rồi nha mọi người. Đó, lúc này thì mới mua giá pin ở thời điểm này là quá tốt rồi. Chứ còn lúc trước pin này mua không nổi đâu mọi người. 450W này là giá của nó bằng Canadian, bằng WeCell, bằng AE luôn á ha. Đó, Vsun mà tạo cái tầm 450W là rất là mắc nha. Nhưng mà lúc này thì giá mềm, lý do là mấy anh em biết rồi đó ha. Lúc này thì thời điểm giá pin mềm đó, anh em nào ủng hộ mình thì hốt hết như đây, mình bao anh em vận chuyển luôn nha. Mua trên 10kg là tặng mấy em 500.000 vận chuyển nha mọi người. Đó, ai thích thì cứ tranh thủ nha. Ở mình đi ngày mai nữa là chắc cũng nhót rất là nhiều đó ha. Các bạn thiệt là tranh thủ mới còn nha, ngày 2 ngày nữa là sẽ không còn rồi. Ok rồi, anh tài xế mình lên đường đi chuyến cầu Rạch Miễu nha mọi người đó. Rồi tài xế chào. Đó rồi, xin chào mọi người ha, hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Đó, ai máy nhanh thích thì nhanh tay lên nha, pin này rất là chất lượng ha, đẹp ngon rẻ nữa. Đấy, tranh thủ.